Tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân, tác giả Vũ Ngọc Đĩnh. Hồi thứ nhất, Kim Tinh bắt đầu ở nơi phong cảnh kỳ tú, giữa chợ Bát Gái, huyện quan bị mổ bụng cắt đầu. Lúc ấy là vào thời Ngô, thiên hạ đại loạn, triều chính nát bét, không có minh quân trị vì. Ngoài dân gian nhan nhản, hạng quan lại tham nhũng thi nhau đục khoét, hành hạ trăm dân, nhà nhà sống trong tình cảnh khổ cực chưa từng thấy, giặc cướp không đâu là không có. Cuối năm Mậu Thân, tức năm 948, trời bỗng đổi thời tiết, khác hẳn với mọi năm. Năm ấy rét mướt, lại nhiều mưa to, gió lớn vật ngã cả cây đại thụ ở bến đò Bồ Điền. Ai cũng cho là điểm xấu, dân tình chắc còn khổ nhiều. Cuối năm tuy đói khổ giặc cướp, dân gian cũng cố chạy tiền lo gạo, những tưởng được yên ổn đón xuân sang, hy vọng ở ngày mai thanh bình. Nào ngờ huyện quan Bồ Điền vốn là đứa vô hạnh bất tài, nhưng đem bạc vàng ra mua quan tìm chức. Nay được chấn nhận tại nơi đất lành, dân tuy không giàu nhưng cũng dư ăn thừa mặc, liền thả cửa đục khoét. Dân tình oán thán đã nhiều. Có lần huyện quan đi tuần thị giữa ban ngày qua chợ, gặp nàng con gái nhà họ Phạm có sắc đẹp, huyện quan nổi lòng tà dâm, truyền lính bắt thiếu nữ về, ngày đêm giở trò loạn dâm, khiến cho ai nghe biết chuyện cũng không khỏi căm lòng uất giận. Huyện quan có lệ, bất luận dân gian chẳng kẻ sang hèn, hễ có việc đến cửa quan đều lấy bạc vàng làm phép phân xử. Bạc vàng càng lớn thì phép nước càng nhẹ, về phía kẻ bỏ ra nhiều bạc, không bạc vàng thì trăm tội đều phải giơ đầu chịu cả. Kể từ khi các vua Ngô tranh giành ngai vàng với nhau, làm mất cả kỷ cương, loạn nhân luân, cường hào nổi lên như nấm gặp mưa, mỗi người xưng hùng một phương, đánh giết lẫn nhau, khiến bá tánh đã khốn khổ lại càng lầm than thêm, thì huyện quan Bồ Điền tên gọi Phạm Đình Ngọc càng được thể. Thôi thì trên chẳng cần phải sợ đến vua, dưới chẳng còn ai hơn được mình, liền tự do vơ vét, thỏa tình hút máu của dân, khiến cho một vùng Bồ Điền dọc sông lớn trước kia sầm uất như thế. Nay ngày đêm vắng hoe, như đang giữa lúc có tin giặc về, bá tánh ngửa cổ chỉ thấy trời cao lặng lẽ, nhìn lại xung quanh toàn thấy người đồng cảnh khốn cùng, biết kêu vào đâu cho được. Nhà nào còn tí máu mặt, chẳng khác nào tự chuốc lấy tội vào thân, ở đâu có con gái đẹp, chẳng khác nào tìm khổ vào mình. Huyện quan Phạm Đình Ngọc trước sau cũng đến viếng mà thôi. Ở phía bắc huyện có một vùng phong cảnh kỳ tú, phía tây là sông lớn, bắc có gò cao, nam có núi che chở, đông là cả một dải động ruộng đồng màu mỡ. Nơi đây từng sinh ra lắm bậc hiền tài thuở trước. Vùng này thường được các thầy địa lý gọi là chốn Phục Long Tàng Hổ, lúc loạn thì xuất hiện danh tướng, lúc nước trị văn quan ra đời. Chưa đời nào lại thiếu hiền tài ở đất lạ này. Hồi ấy trong vùng có gia đình họ Lê, cha mẹ mất sớm, nay chỉ còn hai anh em sống bằng nghề cày ruộng, vào rừng săn thú bắt về đổi lấy vật dụng, xuống sông bắt cá quẫy lộn sống nước cho thỏa chí. Cuộc sống của anh em họ Lê như chẳng vướng vào hệ lụy xã hội, như đứng riêng hẳn một góc trời. Dân trong vùng thường thấy hai anh em cặm cụi đọc sách trong những buổi chiều tà, múa gươm dưới ánh trăng, đêm đêm nhìn trời quan sát thiên văn, có khi thông suốt cả đêm không biết mệt. Cả vùng ai cũng kính nể anh em họ Lê là người hiền hậu, hiểu biết quán cổ đạt kim. Nhưng thật ra chưa ai biết tài học của anh em họ Lê như thế nào, chỉ biết rằng dân trong vùng ai có việc gì nhờ vả thì anh em họ Lê lúc nào cũng mau mắn giúp đỡ, việc khó cũng dễ như trở bàn tay, việc bí cũng khai thông trong chớp mắt. Dân trong vùng gọi anh em họ Lê là Kim Tinh Bắc Đẩu. Người anh tên gọi Lê Hiền, mặt chữ Điền, đôi mắt long lanh, tóc cứng, môi dày, mình cao 6 thước, tướng đi như hổ vần trăng, tiếng nói như sấm vang đầu gành, rõ ràng là dũng tướng mưu trí. Người em tên gọi Lê Thảo, vóc dáng mảnh mai, mặt trắng đẹp như con gái, cặp mắt với hàng mi dài mà cong êm như nước hồ thu. Thảo có cặp môi đỏ như môi con gái ăn trầu, hai má hồng đẹp khôn tả, nên người đời thường gọi đùa là Mỹ quân tử. Lê Thảo có tài sử dụng cây đàn 3 dây kết bằng tơ dứa dại. Mỗi khi Thảo đánh đàn bao giờ cũng chọn những đêm trăng tròn, trời không gợn mây, gió không thổi mạnh, lúc ấy mới tấu lên những khúc đàn kỳ lạ, có mãnh lực huyền diệu sai khiến con người ta theo ý muốn. Ai cũng bảo là Lê Thảo hạnh ngộ thần tiên trong chốn rừng sâu và học được những khúc đàn huyền diệu. Lê Thảo nghe nói chỉ mỉm cười. Thảo ưa đọc sách hơn múa gươm, ngẫm nghĩ việc thiên hạ như nghĩ đến việc riêng tư hàng ngày. Một hôm, hai anh em vừa guốc xong mảnh ruộng hoa màu, xuống sông rửa tay chân, sực thấy một đoàn tàu 6 chiếc thuyền tuần la hét om sòm. Phía sau có chiếc thuyền con lẽo đẽo đuổi theo, từ trong thuyền còn có tiếng khóc lóc kêu van. Đoàn thuyền đến đúng chỗ hai anh em họ Lê đang rửa tay chân, thì trên thuyền tuần có người bị quăng xuống sông, nháy mắt mặt nước khép lại như cũ. Đoàn thuyền tuần dương hết buồm, bọc gió bắc vùn vụt đổ xuống phía nam, thoáng lát đã mắt dạng, dân chúng đổ ra xem, thì chiếc thuyền con cũng vừa ghé lại bờ.
Trên thuyền, hai vợ chồng ngư phủ khóc lóc thảm thiết, kể rằng xế trưa đang bỏ lưới ở mạn trên, chẳng may gặp phải thuyền tuần của huyện quan Bồ Điền Phạm Đình Ngọc. Huyện quan thấy con gái vợ chồng ngư phủ có chút nhan sắc, động lòng tà dâm, truyền bắt đưa sang thuyền quan hầu hạ. Vợ chồng ngư phủ khóc than van nài suốt từ xế trưa đến bây giờ. Sắp về chiều, thuyền quan vẫn thong thả chạy trên mặt nước. Đến lúc này thì vợ chồng ngư phủ cùng bàn nhau đánh liều, gắng đẩy mái chèo, cố bắt kịp thuyền quan để xin tha cho con gái. Thuyền quan liền mở rèm ném nàng con gái xuống sông rồi bỏ đi mất. Kể xong, vợ chồng ngư phủ càng khóc lóc thảm thiết, vạch đất kêu trời hỏi có thấu trong nỗi uất hận này không. Trên trời chỉ có mây bạc cuối năm, dưới đất chỉ có dòng sông lặng lờ chảy. Hai hôm sau, xác người con gái bất hạnh nổi lên, tấp vào mạn lục tảo. Dân bên sông vớt thi thể cô gái lên mới biết cô bị lột trần, chắc là bị huyện quan hãm hiếp chán chê rồi ném xuống sông cho mất tích. Ai nghe chuyện cũng không khỏi xót xa cảm khái. Chiều hôm nay, hai anh em họ Lê không đi thăm ruộng nữa. Tiết đại hàn đưa những đợt gió bắc thổi về từng cơn lạnh cắt da, lại thêm mưa phùn như dây bột đổ xuống, làm cho cái lạnh càng thêm thấm thía. Anh em họ Lê nhóm lửa giữa nhà, đem vò rượu cuối cùng ra uống với kẹo mạch nha. Vừa uống, hai anh em bàn bạc. Lê Hiền nói: "Này chú Thảo, cuộc đời hai anh em mình không có gì ràng buộc. Đất ruộng là nhà ta, trăm họ là anh em. Bây giờ trăm họ lầm than, nước ta tan nát, anh em ta sống mãi thế này được sao?" Lê Thảo sụp mi mắt êm buồn xuống, hớt nốt hớp rượu, chậm rãi nói: "Em không nghĩ như thế, việc gì em cũng tin là sẽ đến thời của nó. Nay em thấy thời đã đến rồi, chỉ còn đợi anh em ta ra tay nữa mà thôi. Chú định ra tay như thế nào? Ý anh như thế nào đã?" "Anh nghĩ tài sức anh em ta trong thiên hạ này tuy chưa phải là chót đỉnh, nhưng chắc chắn phải hơn vạn kẻ. Nay thiên hạ đại loạn, các thổ hào không phục triều đình, mỗi người nổi lên hùng cứ một nơi. Tại sao anh em ta không cùng đứng lên, trước giết huyện quan, sau giành lấy quyền chăm sóc trăm dân, lần lần mở rộng bờ cõi, dựng lên nghiệp lớn, như thế lại chẳng hợp lòng người, thuận lẽ trời hay sao?" "Giết huyện quan đấy là việc trước sau anh em ta cũng phải làm, là để rửa hận cho trăm họ, bớt đi được một đứa hại dân hại nước. Còn cướp đất, mưu đồ dựng vương nghiệp, em sẽ thấy khó lòng thành tựu được." "Tại sao lại khó lòng? Chú sợ ta không đủ tài sức ư?" "Tài sức thì không sợ, nhưng không phải tài sức của riêng anh em ta đã là đủ. Làm sao để phục được lòng người, tránh được tiếng phản loạn, em sợ rằng lại bị thiên hạ chê cười, xếp mình vào hạng các sứ quân mà thôi." "Vậy là đành khoanh tay sao?" "Cũng không phải thế. Em nghĩ rằng chúng ta không cầu danh lợi, nhưng cần được thỏa sức bình sinh, tìm được nơi để dụng võ, thấy được minh chúa để mà thờ. Lúc nào công thành, ta lui về rừng xanh cho tên tuổi nhạt dần trong trí nhớ thế gian, có phải là hơn không? Lận đận trong vòng danh lợi vương gia mà làm gì?" "Em nói phải, mới đầu anh muốn dựng nghiệp cũng chỉ vì nóng lòng nhìn thiên hạ. Trời đất rộng, người đông như thế, vậy mà xem ra được mấy người tài, chẳng lẽ ta khuất thân đi thờ kẻ bất tài thiếu đức?" "Chúng ta không khuất thân thờ ai cả, nhưng góp thân này để cứu nước cứu dân mà thôi." "Hay, quả là tinh thần của bậc thần tiên, anh xin bái phục." Hai anh em họ Lê lại nghiêng vò rót rượu. Đêm càng về khuya, bên ngoài càng lạnh, nhưng hào khí trong lòng lại càng ngất cao. Lê Hiền dằn mạnh chén rượu xuống đất, giọng trầm hẳn xuống: "Bây giờ chú nghĩ anh em mình nên phải làm gì?" Cặp mắt Lê Thảo nhìn thật xa xôi, hun hút như cả chiều dài của ngày mai trên đất nước. Giây lâu chàng đáp: "Chúng ta không nên ở lại đất này. Đất này chỉ có quan lại tham nhũng, chứ không có lực để quật cường. Và lại minh chúa không hiện ra ở đây. Vậy anh em ta sẽ đi, nhưng trước khi đi, anh em ta cũng nên để lại cho dân ở đây một kỷ niệm nào chứ?" "Đã hẳn là thế. Kỷ niệm thì cuộc sống của anh em ta với người trong vùng ai không cảm mến. Nay trước lúc lên đường, em nghĩ anh em ta gắng giết tên huyện quan tham tàn, bêu đầu nó trước chợ, như thế bá tánh mới hởi lòng hởi dạ được." "Phải, ta sẽ ra tay, nhưng ra tay vào lúc nào?" "Nếu ta hành thích nó về đêm, tất việc dễ như trở bàn tay, có khó khăn gì. Nhưng làm như vậy cũng không hơn gì hành vi của kẻ đạo tặc. Tội của huyện quan nặng như núi Thái Sơn, xả thay nó ra trăm mảnh cũng chưa nguôi được. Vậy em nghĩ là..." "Em nghĩ sao?" "Huyện quan Phạm Đình Ngọc có thói quen cứ vào giờ mùi mỗi ngày lại lên kiệu ra xem kẻ chợ, nhất là vào lúc cuối năm Tết đến sắp đến nơi. Huyện quan ngày nào cũng du hành, có ý tìm cách đục khoét dân gian, hẳn cũng có ý dình xem có gái đẹp thì bắt về chứ chẳng đi không. Vậy anh em ta đón đường nó giữa nơi kẻ chợ, ra tay chém đầu mổ bụng nó bêu tại chợ, như thế là rửa được hận cho mọi người." "Chú nói thì dễ, thế bộ bọn lính tiền vệ của nó đứng im cho ta ra tay chắc?" "Anh đừng lo, em Lê Thảo bỗng bẽn lẽn, men rượu ngà ngà, hai má chàng hồng như hai quả đào chín còn ở trên cành. Chàng tiếp giọng thật êm: "Em sẽ giả gái để cho tên tham dâm nó chú ý, thế nào nó cũng bắt em về huyện đường.
anh đi theo, đợi đến khi nào nó lôi em lên kiệu, em sẽ ra tay. Tới lúc ấy em hô lên thì anh phải mau ra tay áp đảo bọn lính, em sẽ giúp anh đánh lui bọn lính ấy. Chú ngồi trên kiệu với tên tham quan êm ái như vậy thì làm sao giúp anh được, không phải là anh sợ địch không nổi mấy tên lính, vạn tên cũng chẳng coi ra gì, nhưng anh không muốn giết hại chúng làm gì. Em sẽ giúp anh cứ thế mà hành động, thế nào cũng thành công. Vào ngày rằm tháng chạp năm ấy, gió lạnh bớt thổi về từng loạn, nắng ấm vào xuân đẹp vô ngần, trăm họ như tạm quên nỗi khổ cực, tấp nập sắm sửa để mừng ngày trọng đại. Vào khoảng cuối giờ Mùi, huyện quan Phạm Đình Ngọc đi kiệu tiến ra phía kẻ chợ. Huyện quan truyền vén rèm để ngài được thấy rõ dân tình. Đám lính ra sức hò hét nạt nộ, đẩy giạt người qua kẻ lại để lấy lối cho kiệu quan đi. Kiệu quan đến bên cầu Lục Tảo, thoáng thấy ả con gái mặt đẹp như hoa, da mịn như phấn, gánh rượu bước vào bên lộ. Từ trên kiệu, huyện quan Phạm Đình Ngọc giật mình ngơ ngẩn, tại sao ở chốn này lại có người đẹp đến như thế mà mãi bây giờ quan mới được thấy. Lập tức quan truyền lệnh dừng kiệu, sai lính gọi gấp ả bán rượu lại. Lính hùng hổ nạt nộ người đẹp, thẳng tay lôi cô bán rượu lại bên kiệu quan. Huyện quan Phạm Đình Ngọc như tỉnh như mê, lập bập: "Ơ nàng ơ, quan muốn mua rượu." Cô bán rượu run sợ khẽ đưa tay khép vạt áo nâu gụ, giơ bàn tay nhỏ nhắn kéo thắt vành nón xuống thêm chút nữa. Huyện quan vừa tỉnh cơn mê, lòng dạ tên quan xảo quyệt chợt tỉnh lại, y quyết ra tay bắt cho được con mồi trăm năm dễ được mấy lần như thế. Huyện quan không muốn để cho người kẻ chợ tò mò nhìn ngó vì kiệu quan dừng lại quá lâu. Quan truyền bảo cô bán rượu lại sát bên kiệu cho quan hỏi. Gã lính tiền vệ chắc hẳn đã quá thạo nghề, liền mau đẩy tay cô hàng rượu lại sát kiệu. Quan vừa nháy mắt ra hiệu, ả bán rượu đã bị những bàn tay của đám lính hổ bôn nhấc bổng lên kiệu, chẳng kịp la một tiếng, rèm buông xuống, kiệu chạy nhanh như gió hướng về phía huyện đường. Người kẻ chợ còn ngơ ngẩn chưa hết bàng hoàng, nhưng nếu ai để ý tất thấy phía sau kiệu còn có một gã tiều phu vai vác cây rìu xăm xăm giả bước theo thật sát. Kiệu chạy chưa xa, vừa qua khỏi cầu Lục Tảo, trên kiệu tiếng quan run rẩy truyền lính dừng bước hạ kiệu. Gã tiều phu lướt đến như bão táp, cán rìu đưa ngang đánh bật một tên lính hổ bôn còn đang ngơ ngác. Rèm kiệu vén lên, huyện quan mặt tái nhợt, đám lính chưa hiểu ra sao thì gã tiều phu đã hoa lưỡi rìu lên quát: "Lui cả lại, chậm ta chém chết hết, đứa nào nhúc nhích là chết ngay." Bây giờ mọi người mới nhận rõ gã tiều phu là hiền sĩ ở Bắc Bổ Điền. Cũng vừa lúc ấy, huyện quan từ trong kiệu bước ra, hai đầu gối như muốn khuỵu xuống. Ả bán rượu mặt vẫn đẹp như hoa, khoác chặt tay quan huyện. Chiếc áo bào của quan rộng thùng thình, vải phủ lên tay cô bán rượu, người ngoài không thấy có ngọn thủy thủ đang ấn chặt vào sườn quan. Cô gái cất tiếng lạnh như dao, âm thanh rắn giỏi tràn đầy uy dũng, chẳng giống như tiếng con gái chút nào: "Hỡi anh em trong huyện, tên quan tham tàn hung ác này từng hại dân biết bao nhiêu, kể không hết được. Hôm nay trời cao nhưng có mắt, đất rộng nhưng không phải chẳng có rào cản. Anh em tôi quyết vì dân trả hận, rửa thù, trừ tên tham tàn hại nước hại dân này. Vậy đám lính kia hãy mau mau về đi, thì anh em ta tha chết cho. Trái lời ta thì quan của bay chết trước đấy." Dân chúng hởi lòng nức dạ, tụ lại thật đông, bỏ cả việc bán buôn để cùng nhau la hét rủa xả tên quan tham tàn. Đám lính kinh hoàng bỏ chủ chạy về, huyện quan run lập bật, gã năn nỉ: "Trăm lạy hảo hán, xin tha mạng cho tôi, từ nay tôi xin tu tỉnh." Lê Hiền múa cây rìu loang loáng trước mặt quan huyện, gã tưởng đã rụng đầu xuống thì tự nhiên hai đầu gối khuỵu xuống. Lê Hiền quát lớn: "Bớ huyện quan, mi tham tàn hại dân hại nước, tội chất cao bằng núi, hờn của dân phải đến trăm năm mới nhạt được. Đầu mi chứa toàn mưu mô độc ác, tim ruột mi chất chứa toàn điều ác hại dân. Còn có ai ở đất này chưa phải là người bị mi làm cho khốn đốn? Còn gia đình nào ở đất này mi chưa có nợ máu xương? Hôm nay đến lượt anh em ta phải bỏ nơi thôn dã về kẻ chợ để vì trăm dân trừ mối họa. Đầu mi phải bị treo ở thành cầu Lục Tảo, xác mi phải bị mổ ruột moi gan bêu dưới dạ cầu cho chim muôn rủa sói." Người kẻ chợ la hét tưng bừng, trong lúc anh em Lê Hiền, Lê Thảo xuống tay chặt đầu mổ bụng huyện quan Phạm Đình Ngọc. Xong việc, Lê Hiền ném rìu xuống sông cười ngất, khoác tay cô bán rượu tức chàng Lê Thảo vượt qua cầu tiến về phía bắc mất dạng. Đầu lâu huyện quan treo ở đầu cầu, ai đi qua cũng phỉ nhổ. Xác huyện quan vứt ở dạ cầu được mấy hôm thì phát mùi hôi thối chịu không nổi, dân đem hất xuống sông cho khuất mắt. Ngay trong chiều hôm ấy, giữa vùng phong cảnh kỳ tú, anh em Lê Thảo, Lê Hiền đóng chặt cửa bàn chuyện bỏ quê hương lên đường tìm Minh Chúa.